Dàn sao Hoa ngữ có xuất thân nông thôn lại dễ dàng khuấy đảo làng giải trí. Giả Linh là bà hoàng phòng vé làm phim gì cũng hot. Vương Bảo Cường là chàng ảnh đế có nhân cách đáng nể của showbiz. Triệu Lệ Dĩnh vượt mặt dàn gái phố Dương Mịch, Lưu Thi Thi để thành người dẫn đầu tiểu hoa sau 85. Trong mắt nhiều khán giả Hoa ngữ, những người xuất thân nông thôn thông thường phải chịu nhiều thiệt thòi vì gia cảnh nghèo khó. Ít cơ hội được tiếp xúc với nghệ thuật, con đường thành danh cũng vì thế mà chật vật hơn rất nhiều. Dù hoàn cảnh khó khăn là thế, nhưng vẫn có không ít ngôi sao chưa từng bỏ cuộc, cố gắng vươn lên rồi thành cái tên khuấy đảo Hoa ngữ đó. Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt sinh ra trong một gia đình nông thôn ở vùng quê thuộc tỉnh Giang Tô. Gia cảnh đã không được tốt, cô còn chịu cảnh thiếu thốn tình thương vì phụ huynh ly hôn. Vì chuyện này mà đường học của nữ diễn viên cũng rất hạn chế, song cấp 2 là phải đi làm công nhân nhà máy để mưu sinh rồi. Dù chẳng có kỹ năng nghệ thuật đáng nể nào, nhưng bù lại Dương Siêu Việt lại được trời phú cho gương mặt ưa nhìn cùng khí chất gần gũi. Dựa vào nó mà cô mới có một suất debut trong một show tuyển chọn thần tượng rồi trở thành một trong những nữ idol đình đám nhất hiện nay, phim nhận đến mỏi tay đó. Trần Tiểu Xuân. Nếu bàn về những ngôi sao có tuổi thơ buồn của Hoa ngữ, Trần Tiểu Xuân chắc chắn sẽ nằm trong top đó. Bởi anh sinh ra trong gia đình ở vùng quê cằn cỗi, cơm không đủ ăn, ngày ngày phải đi chăn bò thuê, nghèo đến mức phải gửi em trai út cho người ta nuôi dùng. Dù khổ cực là thế, nhưng chưa bao giờ Trần Tiểu Xuân từ bỏ đam mê nghệ thuật, học nhảy qua TV rồi thi đậu vào lớp huấn luyện vũ đạo của TVB đó. Anh đi lên từ nghề múa phụ họa, thử sức với nghề ca sĩ rồi trở thành diễn viên đình đám của Hoa ngữ với những vai kinh điển như gà rừng của bộ phim Người trong giang hồ hay Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đình Ký. Giả Linh. Bạn có biết nữ diễn viên hài nổi tiếng Giả Linh vốn sinh ra ở vùng núi nghèo khó, phải lo ăn từng bữa không? Dù hoàn cảnh khó khăn thật, nhưng Giả Linh chưa từng từ bỏ đam mê nghệ thuật, thậm chí còn thi đậu Học viện Hí kịch Trung ương nữa đó. Điều đó đã tạo nên một Giả Linh chăm chỉ và bền bỉ, chưa bao giờ đầu hàng trước số phận. Cũng nhờ những trải nghiệm đặc biệt ấy mà Giả Linh đã mang đến cho khán giả những tác phẩm xuất sắc như Xin Chào Lý Hoán Anh hay Nhiệt Lạt Cổn Thang, trở thành một trong những nữ sản xuất phim điện ảnh mát tay nhất của Hoa ngữ đó. Vương Bảo Cường. Vương Bảo Cường từng là cậu nhóc lớn lên ở vùng nông thôn của Hà Bắc, vì gia đình quá nghèo khó mà con cái chẳng được quan tâm đủ đầy. Tuổi thơ của anh chưa từng được mua quần áo mới, toàn phải hưởng ké đồ cũ của anh chị. Có lẽ đó là lý do mà Vương Bảo Cường được bố mẹ gửi lên Thiếu Lâm Tự để học võ, nhằm tìm đường thoát khổ. Chẳng có ngoại hình điển trai, dáng người lại thấp bé, thế nhưng Vương Bảo Cường vẫn để lại ấn tượng với khán giả qua nét diễn hàm hậu thật thà trên màn ảnh, cùng tính cách tử tế miễn nhiễm với mọi thói hư tật xấu trong làng giải trí. Triệu Lệ Dĩnh. Chắc ít ai biết, Triệu Lệ Dĩnh chính là đồng hương của Vương Bảo Cường nhỉ. Dù rằng vùng quê của Triệu Lệ Dĩnh trù phú hơn Vương Bảo Cường nên chưa đến mức đói ăn đói mặc, nhưng chẳng đủ giàu để cô được tiếp xúc với nghệ thuật từ bé như dàn tiểu hoa đồng lứa khác, thành minh tinh là câu chuyện rất xa vời. Nếu không nhờ chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đã an phận làm nhân viên bình thường rồi. Dù xuất phát điểm thấp hơn những cô gái đồng lứa, nhưng dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn nổi đình đám, thành cái tên dẫn đầu dàn tiểu hoa sau 85 kiêm phú bà có hơn 10.000 tỷ đồng đó.